Vườn treo Babylon, bí ẩn của kỳ quan huyền thoại. Một công trình kiến trúc được liệt vào hàng kiệt tác của nhân loại luôn luôn gắn liền với tên của một phụ nữ, đó là vườn treo Babylon hay vườn treo Semiramis. Vườn treo Babylon và những bức tường của Babylon từng được coi là một trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại. Theo truyền thuyết, vườn treo Babylon là món quà đặc biệt của nhà vua Nabucodonosor của vương triều Kandin, xứ Babylon, tặng hoàng hậu được sủng ái là công chúa xứ Med. Vườn treo được xây dựng lên để cho bà vợ của vua là Amyitis bày nỗi nhớ quê hương. Hoàng hậu là con gái vua xứ Med đã cưới nhà vua để tạo nên một liên minh giữa hai nước. Quê hương bà là một vùng đất xanh tươi với những núi non hùng vĩ, và bà coi vùng đất Lưỡng Hà bằng phẳng bị mặt trời thiêu đốt là buồn chán. Nhà vua quyết định tái tạo lại quê hương hoàng hậu bằng cách xây nên một vùng núi non nhân tạo bằng những vườn treo trên mái nhà. Vườn treo Babylon được xây dựng ngay cạnh cung điện nhà vua bên bờ sông Euphrates thuộc lưu vực Lưỡng Hà, cách thành Baghdad, Iraq 50 km về phía nam. Vườn được xây dựng trên một quả đồi có dạng vuông gồm 4 tầng, tầng nọ cách tầng kia 25 m, mỗi tầng là một vườn nối nhau bằng những cầu thang khá rộng. Tầng dưới cùng có diện tích là 60.516 m², nằm trên một hệ thống cột gồm 625 cây. Hệ thống cột này càng lên cao càng thu hẹp dần, số lượng cột ít đi. Đến tầng 2 có 441 cột, tầng 3 có 289 cột, và tầng trên cùng có 169 cột, kích thước cũng nhỏ dần. Toàn bộ vườn treo giống như một chiếc tháp vật cấp rất phổ biến ở khu vực Lưỡng Hà. Nền của tầng dưới làm bằng đá tảng, mỗi viên dài 5 m, rộng 1,2 m, được phủ nhựa, sau đó lát gạch và cuối cùng phủ một lớp dây, trên đổ một lớp đất màu mỡ. Vườn treo không thực sự là treo, theo nghĩa là nó được treo lên bằng các loại dây. Tên của nó bắt nguồn từ việc dịch không chính xác từ rơi mastos trong tiếng Hy Lạp hay từ bensilis trong tiếng Latin, vốn không chỉ mang nghĩa là treo mà là nhô ra ở trên, như trường hợp một sân thượng hay một ban công. Vườn có đủ hoa thơm cỏ lạ và các loại cây quý hiếm được đưa về từ những vùng mà nhà vua đến xâm lược. Trong vườn treo có một hệ thống đài phun nước gồm 2 bánh xe lớn liên kết với nhau bằng dây xích có gắn thùng gỗ. Khi bánh xe quay, dây xích và thùng nước cũng chuyển động, đưa nước ở một cái bể phía dưới lên trên cao. Để tưới nước cho khu vườn, các nô lệ phải lưng phiên nhau đưa nước từ dòng sông Euphrates lên khu vườn. Nước được lấy từ 3 giếng với hệ thống rào nước đưa lên cao, trải theo các rãnh để tưới cho toàn khu vườn. Do vườn làm theo hướng gió nên hương thơm lan tỏa cả một vùng rộng lớn. Đứng trên vườn treo, người ta có thể nhìn bao quát cả thành Babylon vì nó cao ngót 100 m. Vườn treo là một bản xanh tươi mát, là niềm hy vọng và điểm định hướng cho những đoàn khách lữ hành trên sa mạc xa xôi nóng bỏng. Vườn treo được ghi chép lại rất nhiều trong các tài liệu của các nhà sử học Hy Lạp như Strabo và Diodorus Siculus, nhưng mặt khác lại có ít bằng chứng về sự hiện diện của chúng. Trên thực tế, không hề có bản ghi chép nào của người Babylon về sự tồn tại của một khu vườn như vậy. Hàng trăm năm qua, các nhà khảo cổ đã săn lùng tàn tích của khu vườn này. Thậm chí, vào đầu thế kỷ 20, một nhóm khảo cổ ở Đức đã mất đến 20 năm để tìm kiếm dấu hiệu của kỳ quan cổ đại bí ẩn này, và tất nhiên họ đã thất bại. Không một cổ vật dấu hiệu tàn tích của vườn treo được tìm thấy. Một câu hỏi đã được đặt ra là, phải chăng kỳ quan trên sa mạc này đơn thuần chỉ là một ảo tưởng của người tiền sử? Những cuộc khai quật gần đây tại thành phố Babylon cổ ở Iraq đã phát hiện ra móng của cung điện. Những thứ khác gồm tòa nhà hình vòm với những bức tường dày và một giếng nước tưới gần cung điện phía nam. Một nhóm các nhà khảo cổ đã khảo sát khu vực đó và tái hiện lại tòa nhà hình vòm như những vườn treo. Tuy nhiên, nhà sử học Hy Lạp Strabo đã nói rằng khu vườn nằm gần sông Euphrates. Vì thế, những người khác cho rằng vị trí này quá xa sông Euphrates để ủng hộ giả thuyết đó, vì tòa nhà hình vòm cách xa đó tới vài trăm mét. Tuy nhiên, tiến sĩ Stephanie Danley, nhà nghiên cứu tại Đại học Oxford, tin rằng bà đã tìm thấy bằng chứng về sự tồn tại của kỳ quan huyền thoại này trong cuốn sách sắp được xuất bản của bà có tên Vườn treo Babylon vẽ bức màn bí ẩn của kỳ quan huyền thoại. Stephanie khẳng định rằng tàn tích của vườn treo Babylon chưa bao giờ được tìm thấy, bởi vì vườn treo này lúc đầu hoàn toàn không phải được xây ở Babylon. Tiến sĩ Stephanie đã tìm thấy bằng chứng này trong bản dịch tài liệu cổ của vua Sennacherib. Theo đó, khu vườn treo là một cung điện có 102 và là kỳ quan của thế giới cổ đại. Vua Sennacherib cũng đề cập đến một cái chân vịt bằng đồng thiết, tương tự như bánh chân vịt được phát minh vào 4 thế kỷ sau đó. Và rất có thể, người xưa đã dùng bánh chân vịt này để lấy nước tưới tiêu cho khu vườn. Trong các cuộc khai quật gần đây ở Nineveh, các nhà khảo cổ đã phát hiện được một hệ thống ống nước to và rộng, dùng để chuyển nước từ các vùng núi. Và đặc biệt, trên đó có khắc các chữ. Vị vua Sennacherib của thế giới, xuyên qua một khoảng cách rất dài, ta đã có được một nguồn nước chảy thẳng đến Nineveh.
Tiến sĩ Stephanie giải thích lý do về sự nhầm lẫn vị trí của khu vườn có thể là do đế chế Assyria xâm chiếm Babylon vào năm 689 trước Công nguyên. Babylon luôn dùng tên của các vị thần đặt cho các cổng thành. Sau khi người Assyria cướp bóc Babylon, vương triều Assyria chỉ đơn giản là đổi tên cổng thành của Nineveh thành tên của các vị thần ở Babylon. Xét về danh pháp, rõ ràng Nineveh đã trở thành một tầng Babylon. Lời khẳng định của tiến sĩ Stephanie không những có thể đánh tan mọi suy nghĩ rằng vương triều Babylon chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, mà nó đã thật sự tồn tại và hết sức hoành tráng. Bà còn chứng minh được rằng khu vườn này đã bị gọi sai tên và nên được đổi thành vườn treo Nineveh. Các bạn vừa xem xong video Vườn treo Babylon, bí ẩn của kỳ quan huyền thoại. Dù còn nhiều tranh cãi về hình dáng và đặc điểm, nhưng vườn treo Babylon đã đánh dấu một thời vàng son của lịch sử vùng lưỡng Hà.